đâu mày luôn. Mày ơi nha. Thư ơi. Thư. Ủa? Mày chơi gì vui vậy Thư? Chơi gì vậy? Em chuẩn bị ra một cái MV siêu hot nha. Sợ em lại. Tôi giờ đây chỉ xong em tôi gì mua ngơi. Đến mua ngơi gì nữa bạn? Tôi luôn là tôi. Thì tôi là tôi luôn hả? Ủa cá mưa gì vậy? Chắc cá mưa là làm trang phục về ca sĩ đầu tiên mà áo mưa, sau đó em là TikToker đầu tiên thực hiện MV mà áo mưa. Mà áo mưa mà áo mưa với chị đến Nha Trang. Trời ơi, mày cắt áo mẹ luôn hả? Để thiết kế lại cái áo mẹ không có giống. Rồi mẹ đâu rồi? Vậy làm gì vậy? Hả? Đưa nắng làm gì mà áo mưa vậy? Không đang thực hiện MV ca nhạc. Rồi làm gì mà giờ đưa nắng bạn cái áo mưa là lấy cắt cái gì vậy? Cắt thêm áo mưa tụi mày. Có đâu cắt làm cái áo nữa thế nó xỉa gì nè. Trời ơi, tôi coi thử coi. Chưa xong. Rồi, thôi đi tìm áo mưa đi. Cái này chị không? Cắt đi chú. Rồi, chùm cái áo này anh nè. Chùm sao? Sao mà? Và tôi luôn là tôi chứ nó tới thay đi làm gì tôi luôn là tôi em mẹ từ phẩm này tao dòm tới bữa nay tao quấn này nè một năm tao quấn này mày rồi bữa nay tao cho mày cái áo mưa của tôi chưa nắng và cắt đi cái áo mưa của tôi rồi hết chịu mày phá rồi nè vậy là cái tí bảo mua cái vậy nè mày lột cái hơi chi chích cái đầu mày luôn mày ơi nha được á trời ơi trưa nắng mà coi mày làm vậy đó còn gì để nói nữa không cái đầu khổ rồi mình mày mà trời ơi coi kìa rồi múa cái giống gì mà giờ cắt tiêu cái áo rồi tiêu luôn cái áo mưa của tôi vậy nè áo mưa ấy tên tôi cắt tiêu rồi còn gì đâu.